Rồi, mình chào các bạn. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bạn cái video về điều khiển đàn ha. Hôm nay mình sẽ điều khiển cho bài tạo một cái hộp công tắc nha. Dùng công tắc, dùng bật tắt bằng tay hoặc là dùng cảm biến chạm. Vừa rồi mình có giới thiệu ở trên các cái video trước là cách dùng cảm biến chạm rồi. Hôm nay mình tích hợp vô trong cái công tắc này luôn ha, cho nhà mình có thể lắp vô những cái bảng điện nổi như vậy ha, cũng rất là hay đó. Rồi các bạn xem nha. Rồi bật ha, tắt ha, bật, đúng không? Đây là thấy công tắc dùng tay tắt. Ở đây cũng có cảm biến luôn ha, cảm biến nè ha, bật ha, tắt. Đó, chúng ta thấy cảm biến ha. Đây là cảm biến chạm ha. Vừa rồi cũng đã giới thiệu cái video, các video trước rồi, chúng ta nhớ đón xem ha, tắt ha, đó cảm biến rất là hay nha các bạn nha. Rồi thử đây, nó có một miếng nhựa nó che rồi, nó cũng dày ha, cho nên là chúng ta dùng cái tua vít này cũng khó ha, dùng tay đó. Nói chung chạm cũng nhẹ thôi ha, tắt bật tắt ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp như thế nào cũng rất là khó khăn ha. Rồi trong cái video có gì mà nó còn lộn thộm hay nó còn cái gì đó, rồi các bạn thông cảm nha. Chủ yếu là mình chia sẻ, mình học những cái nguyên lý của nó ha, để lắp cho nó vui. Rồi các bạn, để chúng ta có thể lắp được cái mạch này thì có một số cái thiết bị và dụng cụ như sau nha. Thứ nhất là cái bộ công tắc ha. Rồi đây, tôi mua ngoài thị trường ha. Công tắc nổi nha. Rồi công tắc nổi, đây là bảng điện nha, tôi thực hành ha. Rồi bóng đèn, đèn 220 nha. Đèn này thì ở đây mình làm sẵn luôn, nó ra 2 dây luôn nha. Chúng ta đây, mấy cái video trước thì chúng ta cũng đã chỉ các bạn cách lắp rồi, các bạn xem qua nha. Rồi mấy cái tua vít, kèm cắt, kèm tuốt dây nha. Mấy cái rồi tạo ra phích cắm ha, phích cắm hả, sẵn. Rồi riêng với cái bộ cảm ứng ha, cảm biến thì đây là cảm biến chạm ha. Rồi bữa giờ cũng giới thiệu với các bạn rồi. Cái này co rất là nhỏ nha. Rồi thứ hai là, rồi cái này là relay 5V để đóng ngắt mạch nha. Rồi relay đó, rồi nguồn 5V nha. Bộ nguồn 5V nha. Rồi các loại dây nối nha, các loại dây nối. Cũng đã hướng dẫn các cái video trước rồi, chúng ta tìm hiểu thêm nha, dây nối. Rồi bây giờ để tiến hành lắp mạch nha. Thì ở đây chúng ta nói trước cái bộ cái tế công tắc này vô cái bảng điện nha. Nói vô, chúng ta đo rồi đúng rồi, chúng ta lấy mấy ốc á gắn vô. Đấy, đặt cái này đây chứ.
Rồi đây là cái mà công tắc hai công tắc này nó có cũng có hai cái chấu để nó dây vô. Ta thấy có chữ C, ha, có chữ C và chữ số 1. Chữ C là chân chung comment, ha, chân chung comment ha. Rồi, chúng ta đấu lấy hai đầu dây chúng ta nối vô. Do đây là công tắc điện 220 cho nên là chúng ta lựa hai cọng dây. Nó chịu tải ha. Nó thuộc dây nóng. Chẳng có hàng ốc này. Rồi. Chân này là chân C. Tụi mình ha. Chung bạn cho nó hở ra, cái này bạn cho nó hở ra, đến cái mặt này ha. Rồi ba chân ha. Rồi đây chúng ta chọn cái ba sợi dây, đây là chúng ta chọn dây đực cái nha. Để đực dây cái. Rồi đây. Rồi bên ngoài bìa bên phải là VCC. Rồi chân ngoài bìa bên trái là gắn cái chân ở giữa trước, chân ở giữa là chân tín hiệu ha. Rồi này gắn từ từ cho chúng ta thấy ha. Và chân ở ngoài bìa là chân không vôn. Rồi xong ba sợi chúng ta thấy. Rồi cái này là ta gắn, ta cung cấp nguồn cho cái relay ha. Bên đây là cái nguồn ha. Rồi ngoài bìa là cộng, cái giữa là nguồn trừ 0V, còn ở ngoài bìa bên phải là tín hiệu nha. Rồi ở đây có một
lấy cái bộ nguồn luôn 5V luôn, thì đầu đầu này dương nè, này âm nè, đầu dương này cái 5V nè mắc vô trong đầu 5V của cái delay luôn. Đầu 5V đầu dương này nó ở đây, và đồng thời nối vô cái đầu dương cấp điện cho VGC luôn, cho nên VGC của cái cảm biến luôn. Rồi bây giờ tên ta đóng đóng ngã ba. Ngã ba luôn như vậy, chúng ta vừa nối cái này vô đây nè. Đó, mà chúng ta cũng vừa nối này vô đây luôn. Hai này vô đây một lúc. Kiếm. Nối vô. Quấn dây vô đó. Rồi. Chân. Rồi chúng ta siết lại. Cái đầu âm này em ta nối vô cái đầu âm nguồn này, em ta nối vô với cầu âm của relay với lại cái đầu âm của cảm biến, là ba chuyện này nối với nhau. Tín hiệu này nối vô cái ngõ tín hiệu ra của cảm biến, nối vô ngõ ra của cái ngõ vào của cái delay. Thank you.
Giờ đó, nói công tắc song song với lại cái delay ha, nghĩa là hai đầu này của delay nói với hai đầu của công tắc nói vô, nói chung vô. Mình chọn cái đầu mình chọn cái đầu C nè, nói chỗ giữa nè, mình mở này nè. À, mình nói đi chỗ giữa. Chà, cái này nó cũng bây giờ cho cái lẹ nha các bạn nha. Uống vô luôn. Vô đây. Giờ mình đem cái toàn bộ này mình đặt đây ha. Đó, đo vừa. Rồi ha, giờ khi mình lắp xong thì mình bỏ vô trong cái hộp như vậy. Đó, các bạn thấy ha. Rồi, bỏ hộp đấu dây xong bỏ vô hộp vậy ha, đèn đây. Rồi. Đó, được chưa nè, gom vô chung. Đó, ha. Rồi, bây giờ mình gắm điện. Thử nha, thử trước khi mình đóng hộp lại ha. Rồi, sáng nè. Đó, thử là cảm biến nè, bạn thấy nha. Rồi, à, bạn thấy không? Rồi, bây giờ không dùng cảm biến thì dùng công tắc. Rồi, bật, tắt, à, bật, tắt, cảm biến, bật, tắt, à. Các bạn ơi, rồi thôi tắt, rồi mình ổn rồi, mình rút điện đi, rồi mình siết ốc lại thôi.
dài xíu. Rồi ha, coi như mình xíu ốc xong, hai ốc rồi. Rồi đóng nắp lại đi. Rồi, kết thúc đây các bạn nha. Rồi, đó công tắc bộ đèn để sát vô. Nằm dưới đây. Đó ha. Rồi gắm điện vô. Rồi. Rồi cái này là đang dùng cảm biến ha. Rồi mình tắt đi. Rồi nếu mà mình dùng tay. Rồi bật. Tắt. Bật. Đây công tắc ở đây em thấy công tắc bật thì nó có màu đỏ nha. Tắt có màu đỏ lên là bật ha. Rồi tắt đi ha. Rồi tắt ha. Rồi bật bằng cảm biến, tắt bằng cảm biến. Rồi tắt cảm biến, bật tắt. Rồi bật bằng bóng đèn, dùng tay, dùng công tắc, tắt bằng cảm biến. Rồi rồi ơi rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Mến chào các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ, like và nhấn nút chuông đăng ký để tạo động lực tiếp tục ra những cái video mới. Rồi tạm biệt các bạn.